một nghề bụi phấn bám đầy tay. Người ta nói đó là nghề cao quý nhất. Có một nghề không trồng cây vào đất mà trồng cho đời những đóa hoa thơm. Những lời đầu tiên trong cuộc hành trình tìm về thanh xuân, 10 năm ngày ấy chúng mình bên nhau, của lớp K49 công tác xã hội Đà Vinh, niên khóa 2008-2012. Chúng tôi xin dành những gì mến thương nhất, kính trọng nhất dành cho tập thể các thầy cô giáo ngành công tác xã hội, khoa du lịch và công tác xã hội, trường khoa học xã hội và nhân văn Đại học Vinh thân yêu. Nhớ lại những năm tháng ấy, khi chúng tôi ngồi dưới mái trường Đại học Vinh, những cô cậu sinh viên mới tinh, bỡ ngỡ như chim non, hụt hẫng và lo lắng khi xa rời vòng tay bố mẹ. Nhờ sự nhiệt thành, trách nhiệm với nghề và một tâm hồn rất nhân văn, đã từng ngày, từng tháng, từng năm dìu dắt chúng tôi khôn lớn. Nhờ có các thầy cô giáo mà chúng tôi mới tự tin, rạng rỡ và bản lĩnh cầm chiếc bằng tốt nghiệp trên tay, mạnh mẽ bước ra khỏi cổng trường đại học, bước vào đời dù cũng đủ cống hiến, đủ yêu thương dành tặng những người xung quanh. Hôm nay, nhân dịp buổi khóa 10 năm ra trường, chúng em xin gửi tới tất cả các thầy cô giáo đã từng dạy, từng gắn bó với lớp K49 công tác xã hội ngàn lời tri ân, thật nhiều những bông hoa tươi thắm để tỏ lòng biết ơn khi chúng em nhớ về. Này các bạn ơi, 10 năm rồi đấy, chúng ta còn nhớ nhau chứ? Gặp mặt đi thôi! Sau câu nói đơn giản ấy, 134 sinh viên của ngành công tác xã hội K49 đều nhất trí cho cuộc hội ngộ. Và thế là thanh xuân lại rào rực trong lòng mỗi đứa. Ngày 3 tháng 7 năm 2022, dưới sân trường Đại học Vinh, tà áo dài trắng tinh thướt tha trong gió, nhờ tiếng nói cười rôm rả của các bạn mê say. Hôm ấy, sân trường không còn cô đơn, nắng vàng nhưng không hề nóng. Hôm ấy, bầu trời trong xanh và gió nhẹ thoảng lòng ai. Hôm ấy, lòng đứa nào cũng trẻ, cũng đẹp, cũng xinh. Những cái bắt tay, những cái ôm thật chặt, và đâu đó có cả những nỗi tiếc ngẩn ngơ của các mối tình sinh viên đầy thơ mộng nhưng vụng dài, tròn đầy. Có một thời mình đã nắm tay nhau, đi dọc sân trường vương đầy hoa sữa, ngây ngất quá nhưng ngại từng hơi thở, dại khờ ơi mình đã nói gì đâu. Có một thời mình nhìn vào mắt nhau, bao ý định chẳng đứa nào dám nói, ngây ngất quá nhưng ngại từng hơi thở, dại khờ ơi mình đã nói gì đâu. Để có những giây phút lung linh tại sân trường, sắc đỏ ngập nắng vàng vương, để có những giây phút trang trọng, nghiêm chỉnh, chỉnh chu trong sự tri ân, để có những giây phút phiêu, chạy hết mình trên sân khấu, lớp tụi mình, cụ thể là ban tổ chức đã vô cùng nhiệt tình, trách nhiệm. Chúng ta cùng ngắm lại những dòng viết thiệp, nắn nót gửi mời thầy cô, cùng nhìn bộ hát tang,
màu áo đồng phục được thiết kế ngộ nghĩnh, cùng ngắm lại những giây phút chuẩn bị trên địa điểm tổ chức sự kiện, hay những giây phút ngày đêm tận 1-2 giờ sáng để liên lạc với lớp khắp 4 phương trời, gắn kết, đoàn kết, động viên, chia sẻ khó khăn và tận tâm với chương trình hội khóa. Có lẽ khó khăn nhất đó là việc ban tổ chức liên hệ với các thầy cô giáo, bởi sau 10 năm, có những thầy cô đã nghỉ hưu, đã chuyển công tác, ngành tách khoa, thành lập khoa mới, trường mới, thầy cô mới, ban chủ nhiệm mới, và có biết bao nhiêu đổi thay khác nữa. Khẩn trương nhưng không thiếu sót, nhanh nhưng chắc chắn. Trong khoảng 10 ngày, ban tổ chức đã hoàn thành và chốt được số lượng thầy cô về dự. Hân hoan lắm, vui mừng lắm, yêu thương lắm và cũng cảm ơn lắm sự có mặt của thầy cô. Các thầy cô đã dành cho tụi em một sự trở về thanh xuân đầy ý nghĩa và trọn vẹn. Mãi yêu mãi quý các thầy cô giáo của tụi em. Ban tổ chức cảm ơn các thầy cô, thầy Trung, thầy Nam, cô Oanh đã nhiệt tình hết mình giúp tụi em hoàn thành nhiệm vụ một cách thật xuất sắc. Xin cùng ngắm lại những gương mặt tuyệt sắc giai nhân của lớp. Xin cùng nhìn lại tà áo trắng tung bay trong gió. Xin nhớ về thanh xuân rực rỡ. Xin lưu bút ngày xanh cùng các bạn. K49, Công tác xã hội, Đại học Vinh, niên khóa 2008-2012. Trở về thanh xuân, 10 năm ngày ấy, chúng mình bên nhau. Thành phố Vinh, ngày 3 tháng 7 năm 2022. K49, Công tác xã hội, hẹn thanh xuân vào một ngày không xa. Để nụ cười còn mãi lắm trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa.